Tại sao cô làm vậy? Em không chịu nổi. Em không muốn anh có người khác. Anh là của một mình em mà. Tôi không phải của cô. Cô chấp nhận ngủ với tôi vì tiền. Tôi cũng trả tiền rồi. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Nhưng mà em yêu anh thật mà. Yêu tôi sao? Cô gái dễ dãi như cô không biết yêu là gì đâu. Cô nói vậy để tôi tiếp tục nuôi cô, để tôi mua quần áo, giày dép, túi xách cho cô. Tôi thừa nhận tôi từng thích cô vì sự mạnh dạn của cô làm cho tôi vui vẻ. Nhưng bây giờ cô to gan quá rồi.